안녕하세요, Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người bài tiếp theo, bài số 17 của tự học tiếng Hàn Trung cấp 1. Chuỗi bài học được phát sóng vào mỗi thứ hai, thứ tư hàng tuần vào lúc 7 giờ 30 tối giờ Hàn Quốc, tức là khoảng 5 giờ 30 chiều giờ Việt Nam nha. Bài hôm nay có chủ đề là sao cu có lại bonnetel mém tí nữa, suýt nữa bị gì đó. Đó là ngữ pháp chính của ngày hôm nay nha mọi người bây giờ mình uh, bắt đầu luôn nha siết si thảo né khu tu qua chuồi cúc cúc tụi lôi tụi trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên ren channel nha siết khấp đá bắt đầu nha mọi người nội dung chính của ngày hôm nay gồm những phần sau đây thứ nhất là từ mới thứ hai mình sẽ học ngữ pháp số một động tính từ un din nun chọc tiếp đến là ngữ pháp động từ ul ril chọc khạp tiếp đến là hội thoại và cuối cùng là bài tập thực hành bây giờ mình cùng nhau tìm hiểu từ mới nha. nè từ mới đầu tiên thăng pia đà thăng pia đà thăng pia đà có nghĩa là xấu hổ hoặc là bị quê hoặc là bị uh, gượng cái kiểu như là mình bị té xong mình rất là quê hoặc là mình uh, người ta hỏi gì đó nhưng mà mình không có trả lời được mình cũng rất là quê thì gọi là thăng pia đà thì uh, có cái từ gọi là từ Bằng ngò từ địa phương Hoặc là sáturi thì hay đọc là cheng pi cheng pi hệ Thì nó cũng là cái từ này thôi ha Nhưng mà trang pi là từ uh, Gọi là sao ta Piusno nó là từ góc ha Từ chuẩn ha Trang pi hà ta, Tấu hổ Tiếp đến mình sẽ có là Hồ run 결혼식 từ kết ở đây mà nghĩa là kết nè từ hôn có nghĩa là hôn và xích ở đây là buổi lễ lễ thành hôn lễ kết hôn ha lưu ý cách phát âm cho mình nha bà chim là r theo sau là hò hoặc là ngờ thì có cái xu hướng là mình sẽ luyến âm lên luôn nên mình sẽ đọc là kết hôn kết hôn kết hôn lễ thành hôn lễ kết hôn tiếp đến là hôn lễ hôn lễ hôn lễ rồi hôn ở trên này mình có chữ hôn mình đưa xuống dưới là từ hôn đó rie rie này là lễ và khi mình đọc lúi, á bà chim là n nè theo sau là r thì chỗ này đọc là l chỗ này cũng đọc là l luôn à hôn lễ hôn lễ hôn lễ tiếp đến nữa thọ rư 절을 하다 절을 하다 lưu ý cách phát âm và chim r theo sau là nguyên âm và chữ ngờ thì mình luyến âm lên luôn 절을 하다 절을 하다 절을 하다 đây là nguyên một cái cụm đó là mình lại đó các bạn ở Hàn Quốc thì có cái trường hợp là khi mình đám cưới thì mình sẽ lạy ba mẹ chồng hoặc lại những cái người lớn rồi sau đó ví dụ như là những cái ngày như là ngày tết ngày lễ thì thường mình sẽ mừng tuổi mình sẽ lại cái những cái người lớn trong gia đình ha thì cái này gọi là torahta -e torahta -e cuối lại hoặc là lại tiếp tục mình có papa papa lưu ý cái từ này ha cái tà này nó nghĩa là giảm đạp á ví dụ mình giảm lên chân ai đó tả nhưng mà cách phát âm của nó là từ tà nha mọi người Đây là một trường hợp đặc biệt của bạch chim đôi Thường á, mình có bạch chim đôi thì có hai trường hợp phát âm Một á, đây nè Phụ âm đầu, phụ âm cuối nè Một á, là mình sẽ phát âm cái phụ âm số 1 Hai là mình phát âm phụ âm số 2 Nhưng mà cái số 2 này nó có quy tắc Tức là những cái bạch chim mà bắt đầu bằng chữ R nè Như là RM RK R P thì ba cái thằng này sẽ phát âm cái phụ âm số 2 còn ngược lại những cái mà không phải ba thằng này thì thường là sẽ phát âm cái số 1 tức là sẽ phát âm mà ví dụ như có r bờ thì phát âm chữ r còn ví dụ như là uh, n chờ thì phát âm chữ n hoặc là hai uh, chữ sờ sờ uh, sờ bờ sờ ví dụ bờ sờ chẳng hạn thì phát âm chữ sờ chữ bờ cái này là những cái trường hợp phát âm cái số 1 tuy nhiên là ở trong trường hợp này nó không có thuộc là cái trường hợp số 2 nó không có thuộc cái trường hợp số 2 nhưng nó là trường hợp đặc biệt được phát âm theo cái số 2. Thì lúc này mình có r b, đáng lẽ là phát âm chữ r, tuy nhiên trường hợp này mình sẽ phát âm chữ b và mình đọc là phập tà. Phập tà, tà có nghĩa là mình giảm mình đạp gì đó. Tiếp tục nó mơ chi luyến âm luôn nha các bạn m này mình liên quan nguyên âm luôn nó mơ có nghĩa là bị té ngã ví dụ ai đó bị té nó mơ nó là... chó bị té rồi thì chia quá khứ nó tiếp tục mình có sa cu ca là đà sa cu ca sa cu ở đây là tai nạn những cái sự cố tai nạn thì gọi là sa cu là đà là xảy ra xảy ra tai nạn rồi sa cu ca là đà là... nhưng mà ví dụ như mình bị tai nạn thì mình sẽ có là sa cu rư thằng hà đà mình có cái từ thằng hà mà nghĩa là bị đó các bạn sa cu rư thằng hà đà sa cu thằng hà đà bị tai nạn ha. Tai nạn, sakuga ga da, bị tai nạn sago rul Tiếp tục, mình có là kiwe. huê. khí huê. khí huê ở đây mình nghĩ là cơ hội, ví dụ như là có rất là nhiều cơ hội. Thì thường kiwe huê ga ita. Tuy nhiên mình có một cái trường hợp cũng là có cơ hội, nếu có cơ hội kiwe huê ga thuê da. Người hàng hãy dùng là kiwe huê ga thuê da, nếu có cơ hội. Kiwe huê, cơ hội ha. Tiếp tục, mình có thà chi đà thà chi đà nhấn xuống à thà chi mà nghĩa là bị thương ví dụ như là uh, bị té xong rồi hỏi là bạn có bị thương hay không á thì thà chi mà nghĩa là bị thương tiếp nữa mình có gì đó nà đà nà âm lên à ý đo nà mà nghĩa là đứng dậy hoặc là thức dậy ví dụ như bị té xong rồi đứng dậy ý đó nà đó nà hoặc là đang ngủ kêu người ta thôi thức dậy đi gì nà 빨리 일어나 đó nè thì mang nghĩa là đứng dậy hoặc là thức dậy đó là phần từ mới của mình bây giờ mình vào cái ngữ pháp đầu tiên nha ngữ pháp đầu tiên cách chia như sau mình sẽ chia ra làm ba trường hợp ba trường hợp đầu tiên sẽ là trường hợp của động từ mình chia cái trường hợp này nó giống giống như chia trường hợp định ngữ vậy đó động từ thì hiện tại nha thì hiện tại nha động từ có bạch chim hay không bà chim thì mình đều thêm nin chokada chokada Rồi, tính từ. Tính từ chỉ theo định ngữ, tính từ có bà chim thì thêm in, không bà chim ni in chokada. Đối với trường hợp danh từ, danh từ thì mình có danh từ thêm in. in chokada. in chokada. Đó là trường hợp của thì hiện tại Chia định ngữ thì quá khứ thì mình chia sao các bạn? Quá khứ thường mình sẽ chia cho động từ Chia theo dạng tính từ Tức là động từ có bạch chim thì in Không bạch chim ni in Đây là cách chia của cái ngữ pháp Mang tên là giả vờ Làm bộ Hoặc là làm như là Ví dụ đơn giản thôi Ví dụ như là trời ơi nó giả bộ bị đau á té xuống nó không có đau mà nó giả bộ bị đau để nó mọi vòi tiền chẳng hạn giả bộ giả vờ thì lúc này là thất à. hoặc là ví dụ như là uh, nó giả bộ là không biết á hỏi nó nó biết nhưng mà nó giả bộ nó không biết hoặc là kêu em mày có lấy tiền của tao không em đâu có lấy tiền của anh đâu lấy nhưng mà giả bộ là mình không có lấy cái đó hoặc là uh, mình đang đi á nó thấy mình nhưng mà nó giả bộ nó không thấy nó đi luôn làm lơ luôn mình chào nó giả bộ nó không nghe thì lúc này giả bộ làm như làm ra vẻ gì đó cái hành động đó mình biết rồi mình nhận thức cái người mà người mà mình nói tới đó nhận thức biết rồi nhưng mà người ta làm vợ người ta vờ như không biết cho làm lơ vậy thì lúc này mình sử dụng cái ngữ pháp in niin chokkada mình có ví dụ như sau đừng có ra vẽ ta đây, tức là đừng có làm bộ như là ta đây á, đừng có làm như giả vờ là ta đây. Ví dụ, bình thường mình không có giỏi, mình giả bộ mình rất là giỏi, mình làm như mình giỏi lắm, mình đứng ra mình nói, mình làm như mình giỏi lắm thì lúc này đừng có ra vẽ ta đây nha, đừng có làm như là mình giỏi lắm đó. Lúc này mình sẽ sử dụng in nin nha. Ở đây mình có cái ngữ pháp đừng làm gì đó, đừng là động từ chi nhé có đừng có cái này đừng có luôn <laughs> ra vẽ ta đây ra vẽ ta đây ở cái chỗ mà ra vẽ này nè thì mình sẽ áp dụng cái ngữ pháp là động từ in soka ta nha các bạn inin soka in, ta Nè, ra vẽ ta đây cái trường hợp mà ta đây tức là giỏi giang rất là uh, dữ dội á thì lúc này á cái ta đây này trong tiếng hàn á sẽ là chalada Lưu ý ha, bạch chim là r Theo sau là n Chỗ này mình đọc là l luôn à Còn ví dụ như là Dở, cái trường hợp dở đó các bạn Thì mình có là Dở hoặc là xấu tệ Thì mình có Vậy câu này chia ra tiếng Hàn thì chia như sao đây Rồi, đừng có ra vẽ ta đây Tức là bạn đừng có ra vẽ ta đây Mình nói người ta thì người ta là chủ ngữ đúng không Người ta là chủ ngữ, hai đứa đang nói chuyện trực tiếp với nhau Chủ ngữ bỏ luôn Rồi, mình sẽ dịch từ đuôi dịch lên ta đây ta đây là chạy la đã bỏ tà đi ra vẽ đây là trường hợp chạy la đà này nó là tính từ nè tính từ không có bạch chim thì mình dùng cái gì các bạn chia giống định ngữ không có bạch chim thì thêm chữ n làm bạch chim cho nó rồi tách một cái tất đã bây giờ bỏ tà đi đừng có đừng có cái gì đó ngữ pháp chi mại tà rồi ghép chữ chiêu mại tà vô nếu mình muốn chia theo đuôi a à, o bình thường thì a chi mãi tà a à thì sẽ cộng với io chi mạ yo. Còn ví dụ như là muốn chia lịch sự thì thường mình sẽ dùng cái đuôi chi. Chi mạ세요. Còn ví dụ như trong trường hợp em muốn chia là em muốn chia hai đứa thấy bạn bè nhau, thấy nó nó thấy nó giả bộ nó, nó giống như ta đây quá cái mình chia thì mình sẽ dùng là chi nhưng mà là chi bà Chi mạ 잘난 척하지 마. 잘난 척하지 말아요. 잘난 척하지 마세요. 네. 잘난 척하지 말아요. 하지 마세요. 미안. 잘난 척하지 마세요. 네. 잘난 척하지 마. 하지 마. 껌은 연하나. 하지 마. 나이노이 하지 마. 비우수 하이. 홈 와. bị té ngoài đường nhưng mà vì xấu hổ nên là giả vờ không bị không bị đau ví dụ như đang đi với bạn trai đi xong đi cái té, té cái bẹp đi dấp té cái bẹp xong rồi giờ biết làm sao phủi 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 à, em sao em sao em đâu có đau đâu <laughs> kiểu vậy đó cái trường hợp này mấy tin hay bị cái trường hợp đó tin hôm qua hôm qua là thời gian nè mình sẽ có thời gian là ồ chế ồ chế rồi bị té ngoài đường là mình sẽ coi cái câu này nó có những cái vế nào ha bị té ngoài đường nhưng nè rồi một vế nè vì xấu hổ nè một vế nè nên nè thì trong cái câu này sẽ có ba vế hôm qua bị té ngoài đường một vế một rồi ờ, nhưng mà vì xấu hổ vế hai vì nên nè nên là giả vờ không đâu ba vế thì bây giờ mình cứ diệt từng thằng thôi hôm qua vế một nè bị té ngoài đường ở đây mình có bị té té tức là té đó các bạn hồi nãy mình có cái động từ là NOMOJIDA NOMOJIDA ngoài đường ở ngoài đường ở tại nơi nào đó danh từ ezo ngoài đường là gì các bạn ngoài đường là kina kidezo rồi nhưng cái gì đó nhưng mình có thể sử dụng đầu tiên mình sử dụng cái ngữ pháp shima là đơn giản nhất ha còn không mình sẽ dùng cái ngữ pháp là ở đây thì bị té rồi thì quá khứ thì sử dụng với inde đó tại vì cái ngữ pháp ininde này á nó hai vế của nó đối ngược với nhau mình cũng có thể sử dụng hoặc là mình chỉ sử dụng với nghĩa là mình nối hai cái vế lại với nhau thôi trong trường hợp này cái gì đó nhưng mình có thể sử dụng man hoặc là ininde được ha nhưng gì đây vì xấu hổ bây giờ mình có là vì nên ạ à, vì xấu hổ xấu hổ của mình có tính từ hồi nãy mới học là chăng pia da, chăng pia tả nên nên ở đây vì nên mình sử dụng an toàn nhất là mình dùng cái gì đây ở sau nó không có mệnh lệnh thì mình có thể sử dụng là à o hoặc là kite mu nè kite mu vì nên đã đã ở đây là thì quá khứ quá khứ là à o đó à o rồi giả vờ làm bộ giả vờ làm bộ là cái ngữ pháp mình mới học á chokata đó cái ngữ pháp chokata đó rồi không đâu không đâu ở đây mình có là không cái gì đó mình có cái ngữ pháp không mọi người học chưa đó là động tính từ chia ảnh thả không cái gì đó đâu ập tính từ ập nó hơi dài nhưng mà mình cứ diệt từng thằng giết từng vế một là xong rồi đầu tiên mình cứ đi từng vế một nha vế số một hôm qua bị té ngoài đường hôm qua là thời gian ồ ai bị té tôi té tôi đang nói với người ta kể với người ta dẹp chủ ngữ luôn rồi bị té ngoài đường dịch từ đu dịch lên ngoài đường ngoài đường có rồi khi đề so bỏ xuống rồi bị té nợ mơ tuy nhiên là hôm qua bị té rồi nên lúc này chia quá khứ à đã bị té rồi đó tại vì có, có cái hôm qua nè thời gian là đã xảy ra trong quá khứ rồi nợ mơ thì sẽ chia thành nợ mơ rồi đối với cái vế nhưng nhưng mình có thể dùng là chất chiman hoặc là chất chân đè nó nhưng vì xấu hổ rồi bây giờ mình tới nhưng vì xấu hổ nè nhưng là có cái nhưng này nè vì xấu hổ xấu hổ mình có là chăng pia đã chăng pi ấy nhé nó mình sẽ dùng ao so nha vì xấu hổ chăng so rồi nên đã giả vờ không đâu thì bây giờ mình sẽ ra nên tôi đã giả vờ không đâu tôi chủ ngữ bỏ nè sau đó mình dịch từ đuôi dịch lên đâu ập tả bỏ tà đi rồi không không đâu đâu là tính từ ập phù tà bỏ tà đi thêm chi ảnh thà vô rồi bây giờ mình có là giả vờ giả vờ cái gì đó động từ thì thêm nên tóc tà tính từ thì thêm in nhân tóc tà trong trường hợp này chi ảnh thà nó có bà chim nên cộng với 는은은 은 척하다. 그러면 골라. 야버 아니면 라 야버 라 야버 대와그지와그 연하로 척했어요. 썸. So, 어제 길에서 넘어졌는데 창피해서 아프지 않은 척했어요. 어제 길에서 넘어졌는데 창피해서 아프지 않은 척했어요. 끝으로는 여행. 쏘바. mẹ dù biết à, dù biết á, dà, 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 cái già già cái chữ như này bị dư nè tôi sai tôi đã làm sai đó nhưng mà nhưng cũng đã xả vờ không biết tức là ba mẹ thường bao dung cho con cái mà biết mình sai đó nhưng mà cũng bỏ qua mẹ dù biết là tôi sai đó tôi làm sai đó nhưng mà vẫn bỏ qua Thì lúc này chủ ngữ là ai các bạn mẹ mẹ ở đây là chủ ngữ danh từ có bạch chim thêm ơn không bạch chim thêm nên nè à. mẹ là mình có là ông mà hoặc là mommy đều được ha Ôm mà hoặc là ôm money đều được. Rồi ở trong trường hợp mà ví dụ như các bạn có muốn mà thêm chủ ngữ mà muốn lịch sự thì ông mà kê so, ôm mà kê so cũng được ha. Rồi dù cái gì đó nhưng dù biết nhưng ở đây mình có cái ngữ pháp là chiman. man hoặc là cái ngữ pháp nhận do tu. Ở đây mình có thể sử dụng cái ngữ pháp cũng được hả nhận dù cái gì đó dù dù biết cái hành động gì đó nhưng vẫn hành động một cái điều gì đó mình có thể sử dụng do tu à, dù biết là tôi sai biết là cái động từ nè alta nè biết cái gì đó tôi biết tôi sai tôi ở đây là mình có chủ ngữ nhỏ chủ ngữ lớn dùng in chủ ngữ nhỏ sẽ dùng ica ga sai làm sai hành động gì đó sai trái mình có là sai, 잘못하다. 잘못하다. biết tôi sai, biết tôi làm sai thì trong trường hợp này uh, mình sẽ uh, có cái uh, dạng hơi hơi uh, rối một xíu nó là cái dạng định ngữ các bạn biết cái việc gì đó làm sai, biết cái việc mà tôi đã làm sai thì mình có là 잘못 mốt thay biết cái việc tôi đã làm sai à chứ nếu mà biết tôi sai không cái biết và cái sai này làm sai này nó không có đi chung với nhau được nên mình sẽ dùng định ngữ để biến cái nguyên cái cụm mà làm sai cái gì đó thành danh từ nha biết cái việc tôi đã làm sai 잘못한 <laughs> 거예 nè rồi nhưng có rồi nè cũng nhưng cũng cái này là vô du, du, chung luôn nha các bạn tu 면서도 tu cái tu này cũng có nghĩa là cũng rồi nên là 면서도 면서도 cũng đã giả vờ không biết đã ở đây là thì quá khứ at at rồi giả vờ giả vờ là in talk, nin tokata của mình rồi nè không biết không biết mình có động từ là bù đưa rồi có tất cả các thành phần rồi chuyển nó sang câu thôi mẹ chủ ngữ ông mà không có bạch chim có thể dùng ổng ma hoặc là ổng ma kê xó kê xó kê xó nên đều được ha rồi dù biết tôi sai nhưng trước chữ nhân này là với một nè dù biết là tôi sai tôi đã làm sai chạy mốt thì tôi đuôi lên đó chạy mốt than có Khởi. có thể dùng là co hoặc là coi ha co thì mình dùng là khở còn coi là viết tắt nên là mình có thể dùng hai cách ha 알다 biết, 알면서도 rồi cũng đã giả vờ không biết, giả vờ không biết thì mình dịch từ đuôi dịch lên không biết mụ đứa rồi giả vờ mụ đứa ta này là động từ nên là mình sẽ dùng với nên cho kha đã cho ta bỏ ta ra chia quá khứ đã nè đã thì mình chia yu 엄마는, 어, 대웅이야. 빅, 똘사이, 개사이네. 아이사이, 똘사이, 눅스, 개사이, 이래요 제가. 엄마는 제가 잘못한 걸 알면서도 모르는 척 했어요. 엄마는, 엄마 께서는 제가 잘못한 걸 알면서도 모르는 척 했어요. 네. 내가, 제가, 이루가. 내가, 디, 턱, 먹, 꽁. 제가, 디, 랫서, 응, 좁 하. tiếp tục à, là ngữ pháp số 2 của ngày hôm nay ngữ pháp ư ừ, riêu panata chia rất là đơn giản các bạn lưu ý ha. ngữ pháp này chỉ đi với động từ thôi nha tức là sao à, động từ có bà chim thì thêm ư ừ. bỏ tà ra không có bà chim thì thêm chữ r làm bà chim cho nó riêu và cộng với cái đuôi là panata Ta. mang nghĩa là mém hoặc là suýt nữa tức là mình mém bị như thế nhưng mà chưa có bị ví dụ như là đang đi cái dắp vỏ chuối mém té nhưng mà chưa có té đó thì đó là mém xích xích nữa đó hoặc là uh, mém quên mém quên chìa khóa nhà đang đi ra khỏi nhà luôn nhưng mà đang đi ra khỏi nhà cái nhớ lại à quên em chìa khóa vô nhà lấy thế mình nói trời mém để quên chìa khóa nhà luôn hoặc là trời ơi, mém làm rớt tiền ví dụ như tiền không bỏ vô ví mà bỏ vô túi xong rồi móc chìa khóa ra cái nó rớt tiền ra may là mình thấy mình lượm lại được tiền cái oh, trời ơi, mém mất tiền ờ đó cái đó gọi là mém hoặc là xích nữa tức là chưa có bị xém thôi chứ chưa có bị thì lúc này mình dùng ứ ví dụ như sau hôm qua vì giật mình nên mém xỉu ở trường luôn ví dụ như là mình tính hơi bị sợ sợ hãi ví dụ như là ai mà đứng sau á cái làm phát đó, cái uh, bị giật mình mặt mày tái mét cái kiểu gì đó thì kêu ồ trời ơi hôm qua ở trường nó mém giật mình mà cô đó ba chọc mém giật mình té mém té xỉu luôn á thì lúc này mình có thể sử dụng câu này ha hôm qua thời gian ồ chế thấy cái thời gian mà mình hôm qua này nọ thì các bạn thấy cái thời gian thì các bạn chia cái thì cho nó phù hợp ha tuy nhiên là cái mém cái suýt nữa này có thể chia cho hiện tại hoặc quá khứ không được chia cho tương lai ha mém cái gì đó trong tương lai thì cũng có nên là cái việc đó đã xảy ra rồi thường là mình đi vô quá khứ nhiều á hôm qua vì cái gì đó nên ở đây vì cái gì đó nên thì mình dùng an toàn mà ở đằng sau nó không có không có mệnh lệnh rủ rê thì mình dùng a o so hoặc là kitemone là an toàn nhất ha kitemone rồi giật mình giật mình thì mình có cái cụm động từ là đủ la tả hoặc là để tăng cái phần mà giật mình thì mình có là cam chắc Cam chắc đủ la đà. nên nên có thể dùng áo sau Ki mém xỉu mém xỉu ở đây mình có xỉu siro tả động từ nha tả xỉu mém cái gì đó? 을 ở trường làm cái gì đó tại nơi nào đó danh từ eso. trường của mình là gì các bạn? h chùa rồi chuyển câu này sang câu tiếng Hàn thôi. Đầu tiên chủ ngữ ở đây là ai các bạn? Mình đang nói về mình đang kể về mình chủ ngữ là tôi lúc này lược bỏ luôn vì mình có xong chủ ngữ thì quốc thằng thời gian vô thời gian là khi nào đây? Oje hôm qua. Rồi, vì cái gì đó nên mình lấy cái vế vì mình nói trước nè, vì giật mình. Cảm chắc có thể có cảm giác mà không có cảm giác cũng được ha. Cảm giác la đã. Rồi, cộng với đuôi ao so đi. Vì ao so nụ la so. Mém xỉu ở trường dịch từ đuôi dịch lên. Ở trường hắc chu e xo Rồi, xỉu sơ đã bỏ tà đi không có bà chim thì thêm real thêm chữ rồi là bà chim cho nó rồi thêm ponata vô ở đây là chia thì quá khứ vì hôm qua đã xảy ra rồi mình chia ponata thành poneso xong ô so so cái này có thể chuyển xuống dưới này cũng được hoặc là chuyển lên phía trên này cũng được ha vị trí uh, nó không có quan trọng lắm nha lại mình mình dịch dịch theo đúng cái vị trí để cho mọi người dễ dịch thôi chứ cái vị trí nó có thể thay đổi tùy các bạn khi các bạn dùng quen thì các bạn có thể thay đổi vị trí nha còn không dùng quen thì cứ dùng y như mình đang dùng là được rồi ồ chê cắm là sò hắc tiếp tục ví dụ số 2 vì thức dậy trễ nên mém lỡ xe buýt luôn mém lỡ thôi chứ chưa có lỡ xe buýt nha mém lỡ thôi vừa tới cái nó vừa vừa chạy luôn thì lúc này mình chạy lên kịp xe buýt thì lúc này sẽ dùng là vì thức dậy trễ nên mém lỡ xe buýt luôn vì cái gì đó nên dùng ở đằng sau không có mệnh lệnh không có rủ rê thì cứ dùng a o so hoặc là chitemone là được rồi thức dậy động từ thức dậy của mình là gì các bạn ý đó nãy mới lấy, lấy trong phần từ vựng ha trễ một cách trễ tính từ tả. muốn nói là một cách trễ thì mình dùng tính từ cộng với kê được kể vì tức dậy trễ nên cái gì đây mém mém cái gì đó pona và lỡ xe buýt ở đây mình có xe buýt danh từ xe buýt của mình là posu lỡ xe buýt mình sẽ có cái cụm từ là posu lụt lỡ bỏ lỡ cái gì đó lụt Chuyển câu này sang câu tiếng Hàn như sau, mình sẽ có vì thức dậy trễ nên cái vế đầu tiên của mình là vế vì thức dậy trễ thì lúc này mình cứ dịch bình thường thôi. Mình dịch từ đuôi lên. Vì ai thức dậy trễ các bạn? Tôi thức dậy trễ, chủ ngữ lược bỏ nha. Rồi dịch từ đuôi lên, trễ, thức kế. Thức dậy, đã Rồi, vì nên, vì nên mình dùng aosor. 일어나 thì nguyên âm là a thì sẽ cộng với so thành là so, our so. Our so. Our so mém lỡ xe buýt thì lúc này mình dịch từ đuôi dịch lên luôn xe buýt lỡ nè ai ăn. <laughs> Nụ, chi đá. rồi bây giờ mình dùng mém nè nụt bảo bỏ tà không có bà chim nên thêm chữ r là bà chim cho nó nụt chim tách một cái bon bon nét sỏi nụt chim sỏi u. 늦게 일어나서 버스를 놓칠 했어요. 놓칠 했어요. Ví dụ số ba Vì đường trơn quá nên mém bị té luôn Ở bên Hàn Quốc này vào mùa mưa hoặc là vào mùa đông á Thì đường rất là trơn nên là đi là phải cẩn thận Giày là lúc nào cũng phải à, giày mới mới nha Mang giày cũ bị hết gai là lúc này là dễ bị té lắm á nha Vì cái gì đó nên mình dùng vì nên nhiều nhiều cho nó quen ha chứ thật ra là nó dùng được với rất là nhiều đuôi vì nên cho nó quen đi ạ à, so đi đơn giản đường chủ ngữ là vì cái gì vì cái đường cái đường này chủ ngữ trong trường hợp này danh từ có bà chim thêm y không bà chim thêm cá đường của mình là kill rồi trơn trơn tính từ trơn trượt mình có là bi cư tạ trơn mà trơn quá quá ở đây chỉ mức độ độ mua hoặc là à chứ rồi nên nên áo à, sao rồi mém té luôn mém cái gì đó bonata bonata mém té luôn té mình có là động từ té no rồi xong chuyển câu này sang câu tiếng Hàn như sau với số 1 vì đường trơn quá nên trước khi nên nha chủ ngữ là gì đây kill có bà Jin Hemi lý trơn quá quá mức độ nó muốn thêm cũng được, mỏng thêm cũng được. Bi cứ Lưu ý chỗ này, bi cứ mà cộng với ao à sao mình nói xíu chỗ này à, bi cứ cộng với à ao à sao Lúc này mình có là tà bỏ tà đi, thì nó còn là bi cứ drop là bờ. Bà chim là bờ, mình có bất quy tắc của bờ Bờ gặp những ngữ pháp nào có nguyên âm Tức là những ngữ pháp có bắt đầu bằng chữ ngờ này. Trong trường hợp này, a o, so thì bờ bị biến thành U sau đó mới chia Bí ta thì sẽ là thành là Bí cư đó Bờ bị biến thành U rồi Bí đó U Sau đó mới chia Bí U mà cộng với A o so Nguyên âm U thuộc trường hợp số 3 Cộng với O so thành Bí cơ đó Rồi, mém té luôn Mém té dịch từ đuôi dịch lên 맴떼,떼라, 넘어진다, 넘어지다. 뭐다라, 맴, 컴거 받침, 대태형제거 받침, 넘어칠, 칠, 뻔, 지와 흐로 뻔했어요. 돌라 지와 흐르는 이왕, 뻔했어요. 길이 너무 미끄러워서 넘어질뻔 했어요. 네? 길이 너무 미끄러워서 넘어칠 뻔 했어요. đó là hai ngữ pháp của ngày hôm nay nha mình sẽ đi tiếp vào một cái phần để tấm lại hai ngữ pháp đó là phần hội thoại phần hội thoại vẫn sẽ là hai người Chion và Ren bây giờ mình bắt đầu hội thoại nha cùng đọc hai lần với mình nha mọi người Rainchi 전통문화 체험을 해본 적이 있어요 네 전통혼례 체험을 해본 적이 있어요 전통혼례요? 그건 어떻게 하는 거예요? 한복을 입고 한국 전통 결혼식 체험은 하는 거예요. 그런데 제가 절을 하다가 치마를 밟고 넘어질 뻔했어요. 깜짝 놀랐겠어요. 그래도 다치지 않아서 다행이에요. 정말 창피했지만 창피하지 않은 척하고 다시 일어나서. 저를 했어요. 실수를 했지만 재미있는 체험이었어요. 지영 씨도 한번 해보세요. 네, 다음에 기회가 된다면 저도 해보고 싶어요. 네, 다시 한번 해볼까요? 라모블랑 르냐면요렌씨 전통문화 체험을 해본 적이 있어요? 네, 전통물래 체험을 해본 적이 있어요. 전통 홀례 이에요? 그건 어떻게 하는 거예요? 한복을 입고 한국 전통 결혼식 체험을 하는 거예요 그런데 제가 절을 하다가 치마를 밟고 넘어질 뻔했어요 깜짝 놀랐겠어요 그래도 다치지 않아서 다행이에요 정말 창피했지만 창피하지 않은 척하고 다시 일어나서 절을 했어요. 실수를 했지만 재미있는 체험이었어요. 지영 씨도 한번 해 보세요. 네, 다음에 기회가 된다면 저도 해 보고 싶어요. 네, bây giờ mình cùng n h 아야, 미안. 렌씨, e n 나 전통 문화 체험을 해본 적이 있어요? Mình có Rain, với nè Và đây là một câu hỏi thì là bạn, bạn chủ ngữ là bạn rồi dịch từ lên. Ưn chọc ít tả, ưn chọc ít tả mình có cái ngữ pháp là động từ có bà chim thêm in không bà chim niên cho chọc ki ít tả. ít tả. Đã từng làm cái gì đó, từng làm hành động gì đó. Còn nếu không từng thì thay cái ít tả này bằng cái ọc tả. Chưa từng, tôi chưa từng làm gì đó ví dụ chưa từng yêu ai, <laughs> chưa từng yêu ai, nghe ghê quá ha. Rồi mình có Theo he phụ tả, ở đây có phụ tả, mình có cái ngữ pháp là động từ ào phụ tả, làm thử cái hành động gì đó, thử làm động từ. Thường theo sau ở thường ở phía trước nó có hay có là ham bon, Ví dụ mình khuyên ai đó nên làm gì đó, thử một lần thì ham bon ao phụ tả. 전통문화 체험을 하다 mình có 체험을 하다 체험을 하다 là cái trải nghiệm thử nghiệm gì đó uh, cuộc thử nghiệm cuộc trải nghiệm gì đó ha trong đây nó có là thử nghiệm cái gì đấy các bạn 전통 전 là truyền 통 là thống 전통 truyền thống 문화 hóa 문 là văn hoa là hóa văn hóa vậy thì 전통문화 có nghĩa là văn hóa truyền thống tức là bạn đã từng thử tham gia trải nghiệm văn hóa truyền thống chưa? Thế là ở bên Hàn Quốc á, bây giờ là cái thời đại hiện đại rồi thì người ta um, hành động người ta làm y như là phương Tây vậy đó, giống như phương Tây vậy mà áo vest rồi mặc những cái đồ mà bình thường ở phương Tây mình hay mặc, mặc những cái đồ mà gọi là hiện đại, còn truyền thống thì người Hàn hay mặc là bốt, rồi mặc những cái đồ mà gọi là nam thì có hâm bút của nam nữ có hâm bút của nữ rồi mang giày truyền thống rồi đội nón truyền thống này nọ thì cái đó gọi là trải nghiệm văn hóa truyền thống ở đây mình có cụ thể là đề thuần thôn huy lệ treo he cho ở đây nè người ta hỏi mình có chưa mình trả lời nè thì là có rồi đó có rồi mình làm gì rồi các bạn Để trả lời là tôi tôi làm gì thì dịch tôi đưa dịch lên à in cho nhân cho đã từng Từng cái gì đấy Từng làm cái gì đây? He bu a o bu Động từ a o Thử nè. Thử làm gì đây các bạn? Tê Trải nghiệm. Tham gia trải nghiệm. Thôn Hồi nãy mới nói thôn là truyền. thung là thống. Hôn là hôn. Mà lê là lễ. Thôn thôn hôn lễ. Tức là tôi đã tham gia cái uh, trải nghiệm hôn lễ truyền thống. Như hồi nãy mình có nói đó. Hôn lễ truyền thống của Hàn Quốc ha. Rồi tiếp tục. Thôn thôn hôn lễ cái bạn Chion này á, bạn Chion này tên Chion như là người nước ngoài nha. Chuẩn thung hôn lễ, chuẩn lễ, hôn lễ truyền thống y Danh từ có bà chi mình thêm y e u, không có bà chi mình thêm về u, mà nghĩ là là. Ủa, là hôn lễ truyền thống hả? Tức là bạn này không biết cái bạn hỏi ủa hôn lễ truyền thống mà nó là cái gì đó. Cứ còn, cứ còn, cứ là ấy nè, con ở đây là từ viết tắt của thực học xưng á. Cái đó, cái ấy thì ô như thế nào ha ta trải nghiệm ở hồi trước hồi nãy cái phía trước á mình có là theo ha bây giờ người ta không có muốn nhắc lại cái từ theo nữa mà người ta bỏ cái từ theo người ta lấy cái từ ha ta thôi thì lúc này mình có là cái uh, tham gia trải nghiệm á nhưng rồi 어떻게 하는 động từ cộng với nhưng go mình đang hỏi ha mình đang sử dụng thì hiện tại tiếp diễn ha nhưng go 그건 đừng gọi 거예요? cái đó, cái trải nghiệm đó, cái uh, tham gia trải nghiệm đó thì trải nghiệm như thế nào? tiếp tục, 한복을 입고, 한복을 입고 전 한국 전통 결혼식 체험을 하는 거예요. 한복을 입고, mình có hai vé, 고나, tức là và làm cái vế một và cái vé hai, động từ một và vé hai, 한복 tức là áo truyền thống áo hanbok của Hàn Quốc nè, ịp tá mặc là mặc mặc hanbok rồi làm gì các bạn Hàn Quốc là Hàn Quốc nè Thần là truyền thống nè Kho run shik là lễ thành hôn Tức là lễ thành hôn truyền thống của Hàn Quốc nè Cheo mân hà tức là mình uh, tham gia trải nghiệm Tức là mình được mặc uh, hàng, cái áo truyền thống của Hàn bút của hàn quốc xong rồi mình uh, làm mình tiến hành cái buổi lễ mà giống y như là buổi lễ thành hôn thiệt của người hàn quốc vậy tức là nắm tay dắt vô xong rồi lại cúi lại xong rồi uống trà này nọ rồi tùm lum đó nói chung là cái đó đó gọi là teom rồi nhưng gọi ố giống như trên là hiện tại tiếp diễn thôi tức là uh, mặc hầm bút rồi uh, tiến hành cái thử nghiệm cái lễ hôn lễ truyền thống của hàn quốc 그런데 cái 그런데 này là nguy hiểm lắm 그런데 thế nhưng nhưng mà nhưng mà làm sao 제가 제가 là tôi nè 저를 하다가 저를 하다 nãy có nói trên rồi là lại 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 người lớn 저를 하다 다가 động từ cộng với 다가 làm cái hành động số 1 rồi cái hành động số 2 xảy ra cuối lại rồi bị gì, gì các bạn 치마를 벗고 cái từ này nhớ đọc là 벗다 nha 치마를 벗고 Chima, mà cái váy nè phập ta là giảm đạp đạp lên cái váy rồi gì các bạn cô tiếp nè rồi bị gì nổ mất bon rồi ô bon đã mém suốt nữa nữa xém bị gì mô mất xém té luôn đạp vô váy xong rồi mém té luôn đó tức là mặc khăn bốt rồi tham gia đám cưới truyền thống ở Hàn Quốc nhưng mà mình cúi lại rồi đạp lên cái váy xong rồi mém té luôn chưa té nhà mém thôi cảm giác đủ lắc cái cảm giác tụ la nguyên cái cụm này đi chung với nhau là rất là ngạc nhiên rất là giật mình á cảm giác tụi la cái sợ ở đây mình có cái kết sợi động tính từ cộng với kết trong trường hợp này kết tà nó mang nghĩa là mình đoán thôi mình nghĩ mình đoán thôi nó mang nghĩa trước đoán thôi chắc là bạn giật mình lắm á chắc là bạn hết hồn đúng không chắc hết hồn luôn đúng không cái kiểu việt nam mình hay nói chắc hết hồn luôn đúng không? Cứ cứ đê dù vậy dù như thế thì chí ảnh là sao à ô, sao? vì cái gì đó thật chí đã bị thương chí ảnh thả động tính từ Còn chí ảnh thả không không bị thương vì là không bị thương nên là thả hen nhiều thả hen ở đây là một cái danh từ Mà nghĩa là may mắn danh từ có bà chim mình cộng với e u không bà chim mình cộng với về u lúc này nó mang nghĩa là, là thật là may mắn vì bạn không bị thương tức là nói tiếng việt mình đơn giản thôi tức là chắc bạn đã giật mình lắm đúng không 요 예리고 마 마이라 형 미터 어 다치지 않아서 다행이에요. 마이라 형미터다 다치지 않아서 다행이에요. 메이나있는학어 좀이라도 한이용 다치지 않아서 다행이에요. 내 네, 뜻도 정말 창피했지만 지만 창피하지 않은 척하고 다시 일어나서 절을 했어요. 어라입 러거 một vế hai vế ba vế bốn vế có bốn vế thì mình cứ dịch từng vế từng vế một là xong. 창피 <laughs> 정말 창피했지만 vế một nè. 창피하지 않는 척하고 vế hai nè, 다시 일어나서 vế ba nè, 절을 했어요. vế nha. <laughs> 정말 창피했어요. <laughs> 정말 덕서. <thực> 창피하다. Sự... <laughs> đã... xấu hổ. Tôi đã thật sự rất là xấu hổ. 정말 <laughs> chẳng thiết chỉ man chỉ man này mang nghĩa là gì đây mọi người nhưng 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 mà làm gì đây nhưng tức là trước xấu hổ nhưng mà với phía, sau sau chỉ nhưng là với ngược lại với phía trước chẳng thiết đã xấu hổ chi ảnh đã không nên cho khả làm bộ tức là tôi làm như là tôi không có bị xấu hổ tức là quê quá nhưng mà giả bộ nhưng mà mình không có bị quê á đứng dậy cười được hí hởn á cái kiểu gì đó quê lắm luôn á nhưng mà giả bộ không quê á rồi làm gì đây các bạn cu và rồi Tashi lại nè y đó ta lại đứng dậy tức là té té xong rồi cái giả bộ không có bị sao hết xong rồi đứng dậy rồi thò a o so này và rồi hoặc là mang nghĩa là vì nên nhưng mà trong trường hợp này mình đang diễn tả một cái tuần tự thời gian Tức là tuần tự là bị té nè Té xong cái giả bộ không xấu hổ nè Xong mà lại đứng dậy nè Rồi lại tiếp Thì lúc này mình dịch là và rồi ha Rồi Chó rơi hết sợ tả lại Quá khứ hết sợ Đơn giản nữa ha Tiếp tục Sư sư rơi sẻ miến, trải nghiệm ở đây hai vế thôi. 실수를 하다, 실수를 하다 là mắc lỗi hoặc là bị uh, sai lầm, mắc phải sai lầm, làm lỗi hoặc là bị uh, gọi là um, lỗi sai quấy á. 실수를 하다, quá khứ. Vì tôi đã, tôi đã bị uh, rất là bị mắc lỗi nhiều, tôi bị sa, uh, gọi sao ta? chẳng có mắc lỗi đi á. 실수를 했지만, vì tôi đã mắc lỗi. À, tôi đã mắc lỗi nhưng mà 재미있는 체험이요. ở đây 재미있는 체험. hôm là cuộc trải nghiệm, cuộc thử nghiệm ha. là thú vị. 재미있는 체험, cuộc trải nghiệm thú vị. eosoyo Ở đây là thì quá khứ thôi ha. Danh từ có bà chim thì eosoyo Không có bà chim thì mình cộng với 이었어요. Nó là một cái cuộc trải nghiệm rất là vui, rất là thú vị. 지영 tu, danh từ cộng với tu cũng nhân từ cũng gì đó hăm he bô xèo he bô ư xèo ở đây ngữ pháp động từ có bà chim cộng với ư xèo không có bà chim mình cộng xèo cái ngữ pháp hãy á khuyên người ta hãy làm gì đó ở đây hăm bòn he bô tà hồi nãy mình có nói cái ngữ pháp là động từ a o bô tà thử làm gì đó nhưng khuyên người ta thử thì mình thường hay có là ở trước là hăm đi chung hăm nè à bạn hãy thử làm gì đó một lần đi hoặc là bạn hãy thử đi làm đi chị ông si tu hâm bon hay vậy câu này mình dịch đơn giản là mình đã rất xấu hổ nhưng mà làm bộ không xấu hổ rồi đứng lên lại nè tuy có mắc lỗi nhưng mi à, ờ tôi nhiên bị ho nhưng nó là cuộc trải nghiệm rất vui chị ông cũng thử một lần đi mi anh câu cuối cùng nè thà mẹ 된다면

cái ngữ pháp á, động từ in <laughs> nhân nó mang nghĩa là nếu cái gì đó thì nhưng mà mang nghĩa không chắc chắn đó các bạn tức là nó không có muốn làm một trăm phần trăm nó 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 nói nó nói miệng gì thôi chứ nó không biết nó có thử hay không thì nó kêu là nếu nó có cơ hội chia <laughs> ra thì đà mấy tu danh từ cộng với tu tôi cũng cho tu tôi <laughs> tôi cũng he bu ở đây mình có he ha tà động từ ha tà là mang nghĩa là làm làm gì các bạn đây là cái từ viết tắt của từ seom ha tại vì ở trên mình đã nói rất là nhiều là seom ha rồi nên là khi cái phía sau mình không cần nhắc nữa mình chỉ lấy cái ha tà là là người ta biết là cái phía trước của nó là seom rồi tức là thử cái cuộc mà trải nghiệm đó thử đi tham gia trải nghiệm đó he bu ở đây mình lại có cái động từ o vụ tà nữa tức là thử làm gì đó bạn tôi cũng thử thử gì đây muốn thử nè mình có động từ với chủ ngữ là tôi hoặc là chủ ngữ là bạn cộng với pu cô ớ, động từ bỏ tà thêm cô ship tà rồi đối với những cái chủ ngữ khác những cái chủ ngữ như là uh, tên người này nọ không phải là tôi không phải là bạn ví dụ như là ba mẹ lan mai Cúc trúc gì đó thì lúc này mình có là cua ship nhưng mà là ship pa nó mang nghĩa là muốn hành động gì đó muốn trọng từ thì câu này đơn giản thôi mình sẽ có dịch là ừ lần sau nếu có cơ hội thì mình cũng muốn thử đó thế là nó nói lần sau nó có cơ hội thôi chứ nó không thử đâu con này nó vậy đó <laughs> Đó là trường hợp hội thoại nha Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần cuối cùng là phần xúc chê Số 1 Vì sợ ba mẹ lo lắng nên tôi đã làm bộ như không sao Ví dụ như là mình bị tai nạn giao thông Mà mình uh, sợ ba mẹ mẹ lo lắng Nên là hỏi Ê con có sao không Thì mình trả lời là con không sao đâu Làm bộ như mình không sao Chứ thật ra rất là đau Nhưng lúc này mình có Dịch bình thường thôi Coi câu nó có cái gì Vì cái gì đó nên Có thể dùng Ảo xó khi né cái bút bỉ gì ta muốn phản động mà sắp hết giờ rồi đó vì sợ ba mẹ lo lắng chủ ngữ ở đây là ba mẹ ba mẹ thì mình có là ba mẹ là phù mô chủ ngữ thì nhớ là danh từ có bà chim thêm in không mà chim thêm nín hoặc là các bạn có thể sử dụng kê so trường hợp lịch sự lịch sự lịch sự, sự tôn trọng nha sợ lo lắng sợ mình có cái ngữ pháp là sợ cái gì đó e sợ cái gì đó mình có là động từ ừ có bà chim thêm ư không bà chim rica pô ta đây là một ngữ pháp chưa có học nhưng mà cái sách này nó đề cập rất là nhiều nên mình bỏ vô cho mọi người luôn ăn Ư, bà vì sợ chia tay vì sợ mất nhanh nên là tôi đã làm như thế nào đó vì sợ uh, vì sợ phát hiện nên là tôi đã giấu thiệt là kỹ hoặc là vì sợ phát hiện ra chuyện gì đó vì sợ phát hiện nói dối nên là tôi đã không có muốn nói dối chẳng hạn thì đây vì sợ cái gì sợ lo lắng lo lắng mình có là khọc trong nên chủ ngữ là tôi nè tôi hai người đang nói chuyện trực tiếp mình đang kể mình đang kể về mình thì mình bỏ cũng được ha đã làm gì đó là thì quá khứ at nè làm bộ giả vờ làm bộ cái gì đó chắc ha ta không sao cái trường hợp mà không sao á mình có cái tính từ là quen chân thả nó là tính tự tiếp tục khi còn nhỏ trước mặt mọi người trước mặt nhiều người á tôi đã làm như là mình có nhiều tiền cái này là một cái bệnh đó các bạn hồi nhỏ nhà cũng không có giàu lắm nhưng mà lúc nào đi, đi đâu á thì mình cũng giống như là mình có nhiều người có nhiều tiền đó là một cái suy nghĩ rất là sai lầm của mình hồi lúc còn con nít <laughs> lúc nào cũng vậy đó, đi ra đường là hả không có nhiều tiền đâu Mà lúc nào cũng vậy đó. Thấy bạn bè là cứ muốn bao người này bao người kia Viết à, bị mấy cú xấu hổ Nên là bây giờ không có Không có muốn hành động như thế nữa Khi <laughs> còn nhỏ Lúc còn nhỏ Mình có cái ngữ pháp khi ấy, Các bạn động từ Tính từ Có bà chim thêm ư Không bà chim thêm r Chữ rồi là bà chim cho nó tè Có thể chia quá khứ luôn nha Còn nhỏ Lúc còn nhỏ Thì mình có là Orita Orita Nhỏ nè Trước mặt mọi người trước cái gì đó trước mặt mọi người danh từ e trước mặt mọi người mình sẽ có là mọi người sa nhiều người sa tứ rồi tôi chủ ngữ bỏ luôn cũng được đã làm gì đó quá khứ làm như là mình có tiền làm như làm như cái gì đó giả bộ gì đó nó là chóc kha tà thôi có nhiều tiền ở đây có là ít nè nhưng mà có nhiều thì mình sẽ thay vào là mạnh thà nè, tiền thuần xong hôm qua Minho đã thấy tôi nhưng mà nó làm bộ không thấy nó đi luôn á hôm qua thời gian trẻ Minho là thằng chủ ngữ nè Minho Limino Imino đó Imino <laughs> đã cái gì đó quá khứ có thể chia cũng có thể không vì ở đằng sau nó là quá khứ thì một câu mình chỉ chia ở phần cuối là được rồi thấy tôi tôi ở đây là nà hoặc là to. thấy cái gì đó là động từ phụ tả nhưng nhưng ở đây mình có thể sử dụng hai vế trái ngược chỉ man hoặc là mình dùng in nhưng cũng hai vế trái ngược ha làm bộ giả bộ gì đó chok khai tả không thấy lưu ý cái trường hợp này nha các bạn giả bộ không thấy thì lúc này không thấy mình không có dùng chi ảnh thà mà mình dùng với một Tà. người hàng dùng với một bô tạ vì cái không thấy mà nếu dùng chi ảnh thà đó là ý đồ của mình rồi ví dụ như không thấy là ý đồ nhưng mà giả bộ không thấy tức là nó giả bộ nó không có phải là cái trong khả năng của nó thì lúc này mình dùng một, một bô tạ không trong khả năng của mình tôi đã để điện thoại ở nhà rồi đi làm tức là à, mình để điện thoại ở nhà rồi đi làm ủa à, sẵn cấp mán con này mình chỉnh lại chút nha tại um, nó không có từ mém vô đây tôi chủ ngữ nha đã quá khứ nè mém làm gì đó mình có là cái gì đó bonata real bonata để điện thoại ở nhà để điện thoại ở nhà rồi đi ra ngoài các bạn thì mình có nguyên cái cụm đó. ở nhà là chi sao điện thoại là handphone nếu để đã thu gu khả cũng được ha thu gu khả tà cũng được ha còn mém là cái bao nhiêu rồi thu gu khả tà thu gu khả tà hoặc là đã thu gu khả đã thu đã mình có thể sử dụng thu gu ta hoặc là đã thu gu ta được nha. ở cuối cùng, vì mãi xem điện thoại mà đi qua đường rồi mém bị tai nạn tức là đây là một cái hiện tượng rất là phổ biến ở hàn quốc luôn á lúc nào cũng chăm chăm nhăm mắt vô điện thoại băng qua đường xong mém bị người ta cán vô thế <laughs> là vì cái gì đó vì mà vì mãi mê làm gì đó mình có cái ngữ pháp á vì uh, nưa các bạn nưa đa Nurago, động từ Nurago Vì mãi làm hành động gì đó Vì mãi gì các bạn xem điện thoại Xem là động từ Puta nè Điện thoại của mình là Handphone nè Mà, hoặc là nên Đi qua đường Đi qua đường mình có cái cụm từ là Kirei Konoda Konoda Rồi, làm cái gì đó rồi Hồi nãy mình có nhắc đến một lần đó là Động từ cả Làm gì đó, Konoda ta -ka". Mém, mém, bò đã bị tai nạn, bị tai nạn là sá cu mém, xảy ra tai nạn, sao cu cá nà đà, sá cu nà đà, hoặc là sao cu rư, tăng hạt, thẳng hà đà, sá cu rư, thẳng hà đà, bị tai nạn, bị gặp tai nạn, sao cu rư, thẳng hà đà. Nhưng mình dùng sao cu cá nà đà, không sao. Bây giờ mình hết rồi đó, mọi người ủa nên dò kĩ cái gì mà có thắc mắc hoặc ý cho video thì nhớ để lại comment bên dưới mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất. Anh nhon.